Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 10 tháng 11, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa và Nhặt lá Bồ Đề. Mời quý vị theo dõi phần 11 Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa qua lịch sử báo chí truyền thông Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng người Việt tị nạn. Sẽ tiếp nối phần 10 của chương trình với nhận định và phân tích của nhà báo Phạm Trần để ghi nhận vị trí, vai trò thông tin và tiếng nói của báo chí trong bối cảnh của Hòa đàm Paris vào năm 1973 là biến cố chính trị dẫn đến khúc quanh lịch sử của miền Nam Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chương trình do Nguyễn Thành Công, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Phía bên Cộng sản Bắc Việt thì chỉ có tờ Nhân dân và có đài phát thanh của Cộng sản ở tại Hà Nội. Đài Tiếng Nói Việt Nam ở Sài Gòn thì có báo chí tư nhân đấy, nhưng mà còn có đài phát thanh quân đội, đài phát thanh Sài Gòn, đài truyền hình. Thì đối với báo chí tư nhân chúng tôi đó, là phần lớn dựa vào tin của nước ngoài. Mà cái bản tin mà được thông dụng nhất vào thời gian đó là bản tin của BBC, của VOA hay là của các hãng như là Reuters hay là của AFP đều được dịch ra để mà đăng báo, chứ còn không có nguồn tin nào khác. Chúng tôi không có đủ phương tiện để đưa người đi Bali để theo dõi hòa đàm Bali, mà chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chỉ có một thông tin viên, anh đó bây giờ vẫn còn sống ở tại Bali, cover toàn bộ cuộc nói chuyện. Đấy, chỉ có thế thôi. Thành ra báo chí nói chung thời Việt Nam Cộng Hòa đệ nhị và cuộc hội đàm Bali, từ khi Hoa Kỳ nhúng tay vào cuộc hòa đàm đó cho đến khi kết thúc chiến tranh đó, hết sức là không phải là mơ hồ nhưng mà yếu, không có đủ người, không có đủ phương tiện để mà gửi người đi để mà tường thuật hay là phỏng vấn những người này người kia. Mặc dù lúc đó đó thì nếu mà báo chí ở Sài Gòn mà có được phép phỏng vấn những người phía bên kia đó, phía Bắc Việt hay phía Mặt trận Giải phóng miền Nam, cũng chẳng ai dám đăng cả. Nó cái vấn đề là như thế. Thành ra chỉ có đăng tin chính thức mà thôi. Thành ra cái sự yếu kém về vấn đề tự do báo chí thời đệ nhị nó cũng gần giống như thời đệ nhất Cộng Hòa. Đệ nhị thì nó có nhiều những cái yếu tố về vấn đề quân sự và chính trị, nó liên hệ đến cuộc chiến hơn là thời đệ nhất Cộng Hòa. Dạ thưa ông, riêng đối với ông thì ông có gặp những cái khó khăn hay là những thử thách gì trong vai trò của một nhà báo chuyên nghiệp, là một mặt là ông muốn được loan tin đầy đủ trung thực, nhưng một mặt khác là ông phải cân bằng cái yếu tố bảo mật an ninh quốc gia hay là muốn tránh những cái tình trạng dư luận hoang mang trong nước và thất lợi chính trị cho Việt Nam Cộng Hòa, thưa ông? Thật sự là khó khăn đó thì nhiều lắm, nhưng mà một cái điểm, một cái việc xảy ra cho cá nhân tôi đó, là không bao giờ tôi có thể quên được. Nó có liên hệ đến Hiệp định Paris, cái giai đoạn thứ hai là giữa cuộc nói chuyện giữa Việt Nam Cộng Hòa và phía Mặt trận Giải phóng miền Nam. Thì ngoài cái địa bàn ở tại Paris ra đó, thì chúng ta nên nhớ như tôi nói hồi nãy là còn có ủy ban quân sự bốn bên giữa Hoa Kỳ, Bắc Việt, Việt Nam Cộng Hòa và Mặt trận Giải phóng miền Nam mà mình gọi là Việt Cộng đó. Để làm gì ở tại Sài Gòn? Ở Sài Gòn dành riêng một khu doanh trại được gọi là trại David để cho bốn bên ngồi nói chuyện. Nói chuyện là để bàn đến vấn đề rút quân của Bắc Việt, rút quân của Hoa Kỳ. Nhưng mà cuối cùng á, là chỉ có rút quân Hoa Kỳ, quân Bắc Việt ở lại. Là vì phía Bắc Việt họ nói rằng là họ là người Việt Nam, mà miền Nam Việt Nam cũng là lãnh thổ Việt Nam, thì người Việt Nam có quyền ở bất cứ nơi nào trên lãnh thổ của mình. Thành ra phía Việt Cộng
tất nhiên là không có rút khỏi chiến trường. Phía Bắc Việt cũng không rút khỏi chiến trường, mà lúc đó cái giai đoạn thương thuyết thứ hai đó, là quân đội Bắc Việt đã có tới trên 200.000 quân vượt theo đường mòn Hồ Chí Minh, vượt qua tuyến phía tuyến 17 hay là vượt qua lãnh thổ Cao Miên để xâm nhập vào miền Nam Việt Nam, đặc biệt là trên chiến trường Cao Nguyên. Họ đã có mặt rồi, họ sẵn sàng, họ chiến đấu rồi. Thế thì cái khó khăn mà tôi gặp phải đó là trong cái cuộc thảo luận về vấn đề cái bản hội nghị, bây giờ dùng cái bản tròn hay cái bản bầu dục, và bây giờ cái thỏa hiệp giữa mặt trận giải phóng miền Nam với Sài Gòn nó như thế nào, cái đó là quan trọng. Lúc đó thật sự không có ai để ý đến cái chuyện giữa Bắc Việt và Hoa Kỳ, là vì Bắc Việt và Hoa Kỳ chỉ bàn chuyện rút quân thôi. Cái vấn đề chính trị nói là thành lập một chính phủ liên hiệp hòa giải, hòa hợp dân tộc có thành phần thứ ba, tức là có phe ông Dương Văn Minh tham dự. Thì lúc đó mọi người cứ nghĩ là cái chính phủ đó sẽ là một chính phủ liên hiệp quốc cộng hòa giải thật sự, là mình có hòa bình. Nhưng mà không phải, không phải. Thế thì trong đó nó có cái thỏa hiệp 14 điểm về vấn đề chính trị giữa Việt Nam Cộng Hòa và Việt Cộng mà đưa về tại Tân Sơn Nhất để thảo luận. Thế chẳng may tôi vớ được cái bản 14 điểm đó. Thì tôi đọc đi đọc lại, nó không có cái gì quan trọng cả. Nó không có cái gì gọi là bí mật quốc gia cả. Chỉ chia thế này, chia thành phần này, thành phần nọ, thành phần kia tham gia chính phủ. Rồi đưa đến vấn đề thảo luận đôi bên, sự đồng ý của đôi bên. Thì tôi đăng lên, tôi tung ra tất cả 8 tờ báo, kể cả tờ Saigon Post của ông cố đại sứ Bùi Diễm lúc đó. Thì đi ra cuộc họp báo, tất cả mọi người táo hỏa lên. Các hãng thông tấn Sài Gòn cũng táo hỏa lên là tại sao có 14 điểm này mà mình không biết, mà cái anh nhà báo này lại biết. Bộ Thông tin ngứa ngáy, bực, cho công an điều tra, cho cảnh sát điều tra. Thế là họ bắt tôi, họ muốn tìm hiểu cái bản tin nó ở đâu ra. Thì tôi nói thẳng với họ, tôi bảo là đây rẫy ở trong Tân Sơn Nhất, anh vào mà coi. Thì tôi cuối cùng lại nói cho nó vắn tắt là tôi ở đó 2 ngày. Rồi có sự can thiệp của người này người kia, của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Rồi chính phủ của Tổng thống Thiệu phải thả tôi ra. Tôi đã nhìn rõ cái chữ của Tổng thống Thiệu phê ở trên cái bản tin đó. Là bây giờ tôi mới nói, là bởi vì cái đây là cái tài liệu lịch sử, thành ra tôi không muốn giấu cái chuyện gì, mà tôi cũng không có nêu nó lên với cái chủ ý là tạo cái uy tín cho mình, không phải như thế. Nhưng mà chữ của Tổng thống Thiệu viết nhỏ lắm, ở trên cái góc bên tay trái của cái bản tin đó. Sở dĩ tôi đọc được cái đó là bởi vì ông trung tá cảnh sát có bổn phận phải điều tra tôi ấy. Ông ấy đưa cho tôi đọc. Ông bảo đây là anh Phạm Trần đọc, nên là Tổng thống phê vào đây đây này. Ông Tổng thống Thiệu viết rõ, chỉ có Việt Cộng, chỉ có VC, chỉ có VC mới biết tin này. Ông trung tá, ông ấy nói với tôi là anh nghĩ sao? Mà bây giờ tôi làm sao nghĩ sao bây giờ? Ông Tổng thống ông viết như vậy thì ông ấy viết như vậy chứ. Tôi nói với trung tá là trung tá cho người vào đấy bây giờ đi. Bây giờ vẫn còn chưa muộn. Đầy rẫy ở trong bàn, cho người ta để vứt văng vứt vãi đầy ở trong. Tôi chỉ có cái lỗi là tung cái bản tin đó lên. Mà rồi tôi gặp khó khăn. Nhưng mà đấy là cái mà một trong những mà tôi cứ tạm gọi nó là một cái tai nạn. Nhưng mà cái tai nạn nghề nghiệp mà tôi rất là hãnh diện, là người đầu tiên trong làng báo Sài Gòn. Và lúc đó tôi thắng cả các thông tin viên ngoại quốc ở Sài Gòn, lúc đó có hàng trăm người, Mỹ, Nhật, Pháp,
anh vân vân đã ở tại đó, không có ai biết được cái điều đó, mà tôi là cái người duy nhất biết cái chuyện đó. Thì đấy là cái tai nạn duy nhất, và cái tai nạn đã được gọi là tai nạn để đời trong cái sự nghiệp làm báo của tôi.